Mấy bạn có bao giờ thấy là nai đi qua đường vậy chưa? Ở trong đây không biết còn con nào không, nãy nó trong này nó ra nè. Ở trong hẻm này nè. Bên này nai nó đi qua đường vô tội vạ vậy đó. Dạ, trong này ra, trong nhà này nè, trong này đường hẻm đi ra. Mà mặt của nó cũng ngơ ngác như những con nai vậy đó, ngộ quá. Nhưng không nghe ta nói là nai vàng ngơ ngác sao? Hello mọi người. Xin chào một ngày mới bắt đầu. Hôm nay tiếp theo là em sẽ đi bảo trì những cái lồng này để chuẩn bị sẵn sàng đi ra ngoài khơi các bạn. Today is a new day of 100 days on the ocean challenges with the Phu Saigon. So today we have the other job, that's the maintaining the crab, traps. So let's see, I will show you how to maintain it. So this is a trap. A trap to catch the crabs. So you just looking for something you have like a big hole and you need to stitch it. Do the stitches and heal that. And you need to chain everything like this hook. Okay. It's not maintained much because on the way we are in the ocean, we have to maintain very careful every single day. luộc sơ ốc, mình rửa sơ xong rồi cái bây giờ mình bỏ vô trong nồi các bạn, rồi bỏ vô nồi mình luộc rồi đậy nắp lại. Ồ, mấy con ốc này rất là ngon, ăn cái mùi như ốc mỡ vậy đó, ngon dữ lắm. Lúc lại nó có hết. Có cái nồi bự cũng bỏ. Hết rồi. Giờ là mình bỏ vô mình luộc một đi. Sao hết đi? Ủa, con ốc này còn sống không? Rồi, mà nắp đâu lại? Chứ tự nhiêu đây đi. Có nắp không? Không hết nữa này. Không cả mấy bạn, ở nhà mướn á, được vài cá các bạn. Giờ em tiếp tục làm thêm cái món là cá lăn bột. Cá lăn bột rồi cua này thì em sẽ làm cua xào với lại hành tỏi ha các bạn ha. Rồi xin mời các bạn theo mình. Đây, cá chiên của em chính rồi nè các bạn. Em giới cả cho mọi người xem nha. Mình chỉ cần tắm một chút bột vô vậy thôi, không cần nhiều là đủ ngon rồi. Con nào nó nhỏ, nó muốn no luôn rồi, ăn hai nó muốn no rồi. Ngon quá bạn ơi, rồi các bạn coi nè, nó còn tươi á. Mình ăn á, cái độ béo của nó ngon hơn là cái con đông đá nha. Chà, đổ nước ra đi. Cá tươi lúc nào cũng ngon á. Mình không biết diễn tả làm sao luôn á. Ở ngoài biển đúng là mình có cái ưu đãi của biển đúng không? Ở ngoài biển là mình sẽ ăn đồ tươi, rất là tươi. Giống như mình ở dưới quê mình ăn mấy con cá mà còn đi cá ốc xong rồi thì em chuyển qua tới giai đoạn cua. Cua thì các bạn ướp sơ với mình một miếng bột tỏi ha, với lại một miếng muối và bột ngọt. Rồi vào miếng muối các bạn. Giờ mình sắp đều lên. Mình để cho một chút cho gia vị nó thấm ha các bạn. Bắt đầu mình sẽ chiên con cua này lên. Cũng lấy một miếng bột chiên giòn á, mình rắc đều lên ha. Rồi để mình chiên. Chiên cua. Một phần á là làm cho cái thịt con cua nó không có bị khô. Hai á là mình sẽ một phần là mình để cho cái dầu nó nóng á. Nó, mình bỏ vô khi mà có bột này nè, nó cũng ít có bị nổ hơn, tại vì nhiều khi cua nó còn nước các bạn. Đó, bột nó có tác dụng là vậy đó. Này á, bạn bỏ bột chiên giòn hoặc là bột năng cũng được ha. Bột năng thì khi mà mình xào sốt á thì nó sẽ sệt, nó sẽ làm cho con cua nó hơi dẻo dẻo, kiểu như là bên nhà hàng của Tàu á, người ta thường hay nấu á. Còn này em có bột chiên giòn thì em lấy bột chiên giòn. Hiện tại dưới đây thì không có đủ đồ nghề để làm á các bạn. Sau đây rồi giờ em trộn lên ha. Trộn lên cho thấm đều bột đi. Cái này chưa có bột. Rồi sau khi mà thấm đều bột vậy rồi thì mình bỏ vô chảo mình chiên thôi. Mấy bạn ơi, giờ mình nói mấy bạn nghe là bây giờ mình mới vừa chiên cua xong rồi ha. Đây mình mới vừa chiên cua xong nè. Bây giờ bắt đầu mình làm cái sốt. Cái sốt bây giờ mình phải băm tỏi và gừng. Sau khi mình băm tỏi và gừng xong rồi bây giờ mình có vài cái đậu nành. Thì giờ món ăn thì chỉ có khoảng chừng có mình với lại anh mình ăn thôi, cho nên mình làm rất là ít. Mình làm cũng cỡ một tô cua này thôi các bạn. Đó thì là cua sốt dầu hào ha. Hôm nay là cái món này là cua sốt dầu hào. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem. Cái nước vàng rồi các bạn bỏ vô một miếng nước khô ha. Nước khô nè. Rồi. Bây giờ mình sẽ nêm nếm gia vị vô trong đó. Thì các bạn cho mình một miếng dầu hào không? Okay, sau đây là các bạn cho dầu hào vô ha. Tiếp theo đó là đường. Miếng dầu mè cho nó có hương vị ha. Rồi, sau đây em đã hoàn thành xong cái món cua sốt dầu hào với hành gừng rồi. Giờ xin mời các bạn, mình chất ra dĩa để thưởng thức ha. Rồi bây giờ mình sẽ xếp ra, xin mời các bạn theo mình ha. Thì giờ món cua cũng đã hoàn thành xong rồi các bạn. Đây là món cua sốt hành gừng với dầu hào em mới vừa thực hiện xong. Rồi bây giờ đem lại bàn ăn thôi. Xin mời mọi người. Gian là không chờ đợi, bây giờ em quất cái con này trước, chút nữa em quất tới cái con kia. Ăn con này trước nha các bạn, rất là ngon luôn á trời. Coi ông anh em ăn thèm không? Làm gì? Ăn cái này làm gì hả? Con này là con cô cồ đó bạn. Con này con tươi. Rất là bự luôn á. Cái này không phải là hot slam. Tỏi hot slam, cái này là cô cồ đó. Nó kìa bự luôn. Tới bụng ăn hai con này muốn no luôn trời. Vô, vô, vô. các bạn nha, xin mời các bạn nha. Ở Việt Nam là lấy cái kim tay lễ, chứ bên đây em phải lấy chiếc đũa để chứ không là gãy hết luôn các bạn. Rồi mình sẽ là giới thiệu cho các bạn xem. Wow, 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 hồi ôi các bạn ơi, coi nè. Wow, ăn ốc quá trời ngon rồi. Ốc hấp tiêu quá đã rồi. Em sợ ăn cái ruột lắm, từ từ em ăn cái đầu trước rồi đã. Ăn thử nha. Đúng rồi. Trời ơi, ngon lắm mọi người ơi. Ăn ốc cá chà bự luôn mọi người ơi. Ăn ốc tươi đó, nó mềm đó. Mình ngon quá. Cái tươi mình rất là nhiều. Không có dai mà nó giòn giòn. Xin chào mọi người, thì cuối cùng cái món cua của em cũng đã hoàn thành xong rồi. Xin mời mọi người cùng thưởng thức chung với em nhé. Con trà bia ở đây để làm nước giải khát. Món cua của em cũng rất là ngon. Có ông anh cùng ăn chung. Đây bỏ này. Cái dĩa xương nãy em đổ vô. Rồi lấy cái dĩa xương. Cá này rau xương với lại hạt tiêu. Ý là cua bỏ xương vô. Rồi bỏ vỏ vô, nó lộn. Rồi. Xin mời mọi người ăn cua chung với em ha. Cua ngon, thịt rất là chắc. Quá cháy luôn, uống ra đây vô. Do tụi em mới tới biển cho nên là qua tỉnh khác, cho nên là đang trong thời gian bị cách ly với các bạn, cho nên là chỉ có hai anh em ngồi nhậu thôi. Và từ từ rồi tụi em sẽ khá hơn, bạn nhậu cũng sẽ nhiều hơn. Giờ tụi em đang cách ly cho nên là không có được mời ai lại nhà nhậu. Mới vừa dưới biển lên bắt ngon vậy luôn á, super ngon luôn. Ta kêu là cái gì? Việt Nam ta hay kêu là amazing good job. Amazing good job. Cua rất là đã các bạn, ngon quá. Ăn đi anh. ngon. Xin mời mọi người. Trứng đồn nó gà không. Bữa ăn hôm nay là thật là hoành tráng. Cũng xin cảm ơn các anh chị đã thương mến tụi em khi mới vừa đến với lại thành phố Biển, và được những cái món ăn thịnh soạn như thế này. Và cuối cùng thì em cũng xin cảm ơn anh chị đã quan tâm và giúp đỡ cho tụi em những ngày đầu bước sang thành phố Biển. Và sau đây thì em cũng xin kết thúc video của mình. Cảm ơn quý vị khán giả và các bạn đã đón xem cái video của em, cũng giống như là cái kênh của em trong thời gian qua, đó là Phu Saigon Channel. Và em cũng xin kết thúc cái video này tại đây, và xin mời các bạn hãy đón xem những cái video mới tiếp theo trong cái series là 100 ngày đi biển của em. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.